Trong những lần xuất hiện trước báo chí, người ta luôn thấy ông cười. Kể cả khi ông nói về ý chí quyết chiến quyết thắng hay về cục diện chiến trường. Et puis, dans la technique, deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors nous sommes fiers que le moral est élevé dans notre armée. Maintenant aussi. Cảm nhận này cũng được nhà báo Pháp Jean Lacouture ghi lại khi có dịp gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp, giải thích vì sao hồi đó người ta gọi Võ Nguyên Giáp là ngọn núi lửa phủ tuyết. Jean Lacouture viết, đó là hình tượng thể hiện sự pha trộn giữa nhiệt tâm cháy rực với những phán quyết lạnh lùng tạo nên sức mạnh của con người này. Jean Lacouture đã gọi đó là chất chính trị trong nhà quân sự Võ Nguyên Giáp. Trong con người Võ Nguyên Giáp là con người chính trị đi trước con người quân sự, tức là ông quán triệt cái tinh thần vì dân, chiến đấu vì dân. Đây chính là một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp là người truyền tư tưởng đó cho đội quân của ông, đội quân từ nhân dân mà ra. Ông cũng được nhắc tới như một vị tướng luôn nhớ đến những người lính của mình. Năm 1973, đại tướng đã đến thăm ngầm Ta Lê và đèo Phu La Nhích. Đây là một trong những trọng điểm ác liệt nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nơi mỗi ngày có từ 25 đến 30 trận bom. Ở đây có một trung đội nữ thanh niên xung phong bám trụ. Giữa nơi lửa đạn, nụ cười của ông truyền cho họ niềm tin và sức mạnh. Sau chuyến thăm ít lâu, những nữ thanh niên xung phong đã nhận được một món quà bất ngờ từ đại tướng. Đó là một gói bồ kết để gội đầu và một sấp vải màn. Đó là những của hiếm đối với chị em, nhất là trong chiến trường. Sau này, những đội viên thanh niên xung phong ở đây đã được gặp lại đại tướng. Trong cuộc gặp đó, ông nói, bác đã mong gặp lại các cháu từ lâu rồi. Với hơn 40 năm trong nghề báo, ông Nguyễn Văn Vinh đã có nhiều dịp làm việc với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ấn tượng mà ông còn giữ đến tận bây giờ, đó là sự đôn hậu trong nụ cười của đại tướng. Tôi cho rằng là ẩn sau cái nụ cười đấy chính là cái ý chí quyết thắng. Các bạn xem những cái hình ảnh mà đại tướng đi thăm những cái khu mà thăm bộ đội Trường Sơn chẳng hạn, giữa những cái nơi ác liệt, thì luôn luôn là nụ cười. Và chính là cái nụ cười, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần phải có niềm tin. Và tôi nghĩ rằng là đại tướng bất cứ một lúc nào gặp một ai đó thì đều đem đến một cái niềm tin cho họ do cái công việc của mình. Cho nên là tôi cũng có cái dịp tiếp xúc với tất cả các giới, từ các vị lãnh đạo cấp cao cho đến những người bình thường, thì tôi thấy rằng là đôi khi thì có những cái nụ cười nhưng mà nó lại tắt sớm. Đấy. Hoặc là đúng là một cái người làm ngoại giao, hoặc là mang cái tính xã giao nhiều hơn. Còn đối với đại tướng thì tôi thấy rằng là nó không có cái điều đó. Nó không phải là tỏ ra là một cái người làm ngoại giao. Tôi cho đấy là con người. Đấy là cái điều mà nó sẵn có trong đại tướng. Cho đến bây giờ và mãi về sau, đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được nhớ mãi trong lịch sử và trong lòng những người dân Việt Nam. Bởi vì họ biết rõ rằng, vượt lên trên mọi lời ca ngợi, ông đã sống trọn cuộc đời vì nhân dân.